chơi đã chơi USB là đọc luôn luôn đấy. Đây ví dụ trong này có lốt led, em sẽ cắm vào cho anh em nghe. Cắm vào đằng sau, USB em làm đằng sau nhá, vì con này không có cho nên dùng cái cổng trước, dùng cái cổng sau này để đọc. Và một loa, hai loa, ba loa, bốn loa. Đấy. Có cái USB đẩy vào ngõ in. Đánh đôi loa ngoài nhẹ nhàng. Tại sao tất cả các sản phẩm của Sơn Loa Audio đều đánh những cái loa ngoài, loa dân dụng nhẹ nhàng như vậy? Là bởi vì cái mạch V6 này là cái mạch nó gồm 3 con IC giải mã, IC công suất đầy đủ mọi thứ, cho nên là nó hay. Quan trọng là tiền nào của đấy anh em ạ. Phải có cái bảng mạch này, và bảng mạch này phải là bảng đời V6, là cái bảng cao cấp nhất hiện nay. Đấy. Nó hỗ trợ kênh A, kênh B các kiểu. Chuyển sang đĩa là đây. Chuyển bài, con này đĩa này thì có một bài. Bây giờ ép em. Bắc lên 33 người. Theo thông tin từ viện Pasteur Nha Trang. 33 người rồi. Nam 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN02. Rồi, lên 33 người rồi. Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong sáng nay, nước ta cũng ghi nhận ca nhiễm thứ 32 là bệnh nhân nữ 24 tuổi. Tiếp tục cho xong. Radio nét căng, trước là kia phải kéo anten. Đấy.